đời sống của họ họ sẽ thay đổi rất là nhiều. Cho nên trong những năm tháng sắp tới bạn sẽ thấy người dân Việt Nam của mình sẽ có những đời sống rất là tốt. Tôi cho các bạn coi, tôi đi mua, tôi thích chức mua những cái đồ ăn mà nhập từ Việt Nam, ngay cả con cá đuôi này nè, con cá đuôi đỏ, đuôi vàng này nè, các bạn thấy cá ngân, gọi là cá ngân á, cũng nhập ở Việt Nam qua, thấy không các bạn, thấy không? Đây là những cái mặt hàng của Việt Nam. Mỗi lần mà tôi đi mua mà đồ ăn mà các bạn thấy những cái sản phẩm của người Việt mình nhập vào Mỹ, mừng lắm, thấy rất là vui. Thì như vậy thì đời sống của người dân của mình sẽ có nhiều những thay đổi và cuộc sống nó sẽ tốt hơn. Nhất là hàng hóa của Việt Nam, anh chị em các bạn biết nó sẽ chuẩn hơn, tại vì mình đã bắt đầu tiếp cận với lại cái thế giới bên ngoài này. Chứ không phải giống như tụi bao que xỏ lá nó tiên truyền đâu. Các bạn nên nhớ, hiện nay nó kêu gọi người ta đi biểu tình, biểu tiếp rồi mấy thằng khùng. Dân nào giờ nghe tụi nó. Các bạn thấy cuộc sống ai bây giờ cũng khá lên nhờ vào chính sách đổi mới của đất nước, nhờ vào những cái người ta làm ăn. Nếu không có nhiều người bảo là dân tham mà cướp đất, cướp ruộng, cướp nảy kia, đất nông nghiệp làm, canh tác, nhà nước mình đâu có đóng thuế đâu, đâu có lấy thuế đâu. Các bạn thấy con cá rô nhập qua Việt Nam như vậy, với cái giá không phải là rẻ đâu nha. Các bạn thấy một con cá rô như vậy mà cái giá của nó từ bên Việt Nam nhập qua đó là 2 đồng 36 xu một con như vậy. Các bạn thấy không? Một thao là 3 đồng rồi, 2 đồng 99, một thao là chỉ nửa ký thôi đó. Khi mà nhập qua như vậy là đồ ăn nó sẽ nó chuẩn. Mình hàng hóa, đồ ăn, thực phẩm của mình mà nhập vô Mỹ vậy đó. Càng lúc cái người dân mình bây giờ người ta ý thức, cái dân trí cao lên, họ làm ăn nó chuẩn lên. Các bạn thấy rất là vui, rất là hạnh diện, rất là hạnh diện. Thành ra tôi muốn chia sẻ cho các bạn thấy, từ con cá rô, con cá lóc, cá rô đồng, và ngay cả con cá ngân, các bạn thấy con cá đuôi vàng, thấy không? Cá rô này mà chiên ha, có bây giờ cá chê nữa, rồi ngay cả con hến nữa nha anh chị ạ, con hến đó, nhập qua rất là ngon. Các bạn thấy người ta đóng hàng đi ngon lắm. Để bên đây các bạn thấy ăn cá đông lạnh mà còn mừng muốn chết luôn rồi. Về Việt Nam mà ăn cá tươi còn mừng dữ nữa. Cho nên mấy bà con, những người mà sống ở hải ngoại lâu năm mà người ta về Việt Nam, giờ người ta thấy đời sống đất nước quê hương đổi mới, ai cũng lo làm ăn, người ta cứ khá lên, chứ đâu phải mà nghèo khổ tệ hại giống như cái tụi mà bao que nó lên trên mạng nó tuyên truyền đó. Bây giờ nó tẩy chay hàng Việt Nam, nó tẩy chay cũng không được, tại bây giờ quyền lợi của số đông thôi. Ngay cả mấy thằng mà chống phá đất nước như vậy, nó bài chung, nhưng mà thực sự các bạn thấy ở bên Mỹ đồ toàn là chung của Trung Quốc không, toàn là hàng hóa Trung Quốc. Những cái sản phẩm, những cái cửa tiệm đồ 99 xu cũng vậy, cũng toàn là Trung Quốc không. Cho nên đất nước mình bây giờ đã và đang đổi mới phát triển, cuộc sống người dân ngày một tốt hơn. Không thể nào mà có cái chuyện mà phải đi biểu tình biểu tiếp cái gì hết. Các bạn thấy cuộc sống con người ta càng lúc văn minh đổi mới và phát triển tốt hơn, chứ đâu có tồi tệ giống như tụi mà chống phá đất nước nó xuyên tạc đâu. Đất nước của mình, tôi thấy rằng cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay phải nói là rất là hay, chính sách đối ngoại và đối nội tuyệt vời. Thành ra tôi muốn phê anh chị em là những cái hàng hóa thực phẩm của Việt Nam mình bây giờ tràn ngập bên Mỹ. Khi mà mình xuất khẩu vô Mỹ vậy đó, hàng của mình chất lượng nè, và
cái mô hình xã hội nó được thay đổi rất là nhiều, cái dân trí càng lúc nó càng tốt. Chào anh Danny, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Cho nên tôi thấy rằng không có gì mà mình phải đi biểu tình, nghe mấy cái đám khùng khùng điên điên dở hơi, giống như mấy thằng Tân Thái rồi bé đi chương rồi, các bạn nhìn mấy thằng đó coi, chẳng ra cái ôm gì, toàn là cái thứ gì đâu không, nó thành đạt. Đó, kêu tụi nó chứng minh đi, tụi nó sống ở trên đất Mỹ bao nhiêu năm nay nó đã thành đạt như thế nào để cho người dân người ta thấy và người ta noi gương thôi. Ngay cả tụi nó còn không ra cái ôm gì hết, như con Rô Xa Đào, con Ly Xà Phạm, các bạn nhìn đấy, toàn là cái lũ ô hợp không. Nó nói nó thì nó chụp cái nón con các bạn thấy đó. Bởi vì tôi thấy mỗi khi mà tôi đi chợ á, tôi thấy mà đồ ăn hay bất cứ sản phẩm gì mấy cái Việt Nam thì tôi mừng lắm. Mình thấy như vậy đó là mình biết được đời sống của người dân trong nước ngày một tốt hơn. Các bạn thấy cái đồng, cái giá trị của đồng đô la nó rất là lớn. 2 đồng 99 cent một pound là các bạn biết khoảng nửa ký rồi. Mà một con cá đó, nãy các bạn thấy một con cá gô đó là 2 đồng 36 xu một con. Một con mà phải đóng thuế nữa, phải trả tiền thuế cho nó thì tiền thuế khoảng 8 mấy phần trăm mà. Thì các bạn nghĩ đi, mà ăn được con cá như vậy mừng muốn chết luôn. Các bạn thấy không, vui. Mình thấy quê hương mình đổi mới, phát triển từng ngày và từng giờ. Không có chuyện gì mà phải đi nghe mấy cái thành phần kia đi biểu tình, rồi xuống đó rồi làm mấy cái chuyện không có ra ôn gì hết. Cộng đồng thế giới người ta nhìn vào người ta cười, họ nhìn vào họ cười. Tại bây giờ mình, Việt Nam mình là một cái quốc gia ngoại giao, là nói đúng ra là hơn 200 quốc gia rồi. Bây giờ những cái quốc gia nhỏ xíu thôi, Việt Nam mình cũng có phái bộ ngoại giao rồi, các bạn thấy. Trong tương lai Việt Nam mình, tôi thấy là sẽ phát triển mạnh lắm. Các bạn là những người đang ở hải ngoại, các bạn nên có những hướng nhìn về quê hương và có những cái ý tưởng đầu tư về Việt Nam. Tôi nói thật, cái này là tôi nói rất là chân tình. Trong tương lai các bạn về, sau này là các bạn về là không có cửa, không có cửa đâu. Đấy, sau này nó giống như Hồng Kông, Macau hay là Singapore, những cái quốc gia mà nó phát triển, nó đổi mới, mà nó đã đứng ở cái điểm cao rồi. Việt Nam mình bây giờ là đang bắt đầu gọi là vượt lên. Các bạn thấy trong tình hình hiện nay kinh tế Mỹ nó đấu đá nhau chết lên chết xuống, mấy thằng tư bản thì vẫn ngồi phà thôi, còn dân bây giờ bên Mỹ hả, làm tất tần tật đi ra đường. Và các bạn thấy cuộc sống đầy dẫy sự khó khăn, tại vì cái đất nước của nó phát triển nó đã ở mức đó rồi, bây giờ nó bị động, nó phải củng cố lại, nó phải làm lại, nó phải ổn định lại. Còn mình là cái quốc gia mới, mình bước vào thương trường mình cũng mới bước, thành ra mọi thứ gì mình cũng đang đổi mới và phát triển hết. Các bạn thấy hạ tầng cơ sở Việt Nam không? Đi chừng 3 tháng, 6 tháng về là thấy khác biệt nhau rồi. Rất là khác nhau. Thay đổi rất là nhiều. Một khi thay đổi thấy mà chóng mặt luôn chứ không phải giỡn. Ha, nãy giờ nhìn mờ mờ, kiến nó bị mờ. Hèn gì nãy giờ. Lâu chào anh chị em các bạn lần nữa nha. Ở đâu cũng phải chịu khó làm ăn. Các bạn thấy, sở dĩ tôi có được ngày hôm nay là ngày xưa.